Không có cua nào. Canh nhau mè càng luôn. Lâu lắm rồi mình mới thấy con cua cỡ vậy á. Trời ơi con cua này chắc cả 6-7 lạng đó cả nhà. Cả nhà, lời nói đầu tiên ông xin gửi lời chào cũng như lời chúc sức khỏe đến cả nhà đang xem kênh Miền Tây Xứ Dừa TV Cuộc Sống Tại Malaysia. Thì hôm nay con mời cả nhà theo chân của ba anh em nhà con là Nam với Thật. Chúng ta sẽ đi tiếp tục đi vào cái khu rừng mà ngập mặn mà mấy lần trước mấy anh em mình hay đặt đó. Thì hôm nay chúng ta quay trở lại đây. Nước đang chuẩn bị lên. Thông thường thì nước cạn như thế này mà trời chuyển mưa như thế này chút xíu nước lên cao á là cua rất là nhiều nha cả nhà. Này cả nhà nhìn thấy mấy cái hang như thế này nè. Mấy hang ở đây nè, thường là cua nó trú ngụ trong đây nè. Đó. Đây nè, rất là nhiều hang luôn nha. Tất cả các thứ thì đặt sẵn rồi, chỉ việc chờ nước lên thôi. Này cả nhà thấy nước nó bắt đầu nước lé đé lên rồi nè. Đó, nước lé đé nó còn khoảng chừng 30 mét. Đặt cua rồi nha cả nhà, xong rồi mình ngồi chờ đó, cho thời gian nước lên thì hiện bây giờ thì nước đã lên rồi nè. Bây giờ mình đi thăm cua thôi cả nhà ơi. Không mời cả nhà theo chân của ba anh em vào thăm cua nha. Trời, một cái lợp một hai con đầu tiên nước da chút ra phải có cái thùng dễ cầm ha, có cái thùng đó ăn kia kìa. Thôi mình lấy cái thùng cầm dễ. Rồi hai con đầu tiên nha cả nhà. Ôi ngu mà lì chút kiểu đó tách ra hết luôn trời. Cục máu phải có máu mới ăn tiền em. Có máu còn cua tách ra hết luôn. Hai em đầu tiên rồi, Nam cũng bị cua kẹp vô cái tay luôn. Tiếp theo cái này rồi, hai con nữa này cả nhà. Đó, hai cái là ba con. Anh không có tay cầm rồi nó rớt đó. Hai cái tiếp theo. Lâu rồi cả nhà ơi, lâu rồi mấy anh em mới trở lại đây nè. Cũng hơn 2 tháng rồi không có trở lại khu rừng này. Bây giờ hôm nay chính thức mấy anh em trở lại khu rừng này thì nước nó cạn rồi sáng giờ. Bây giờ nước nó lên rồi. Càng lên càng nước càng nhiều càng tốt. Sáng tưởng trời mưa nhưng mà cuối cùng trời không có mưa cả nhà ơi. Thật để cho thằng nó chạy ra ngoài đây nữa. Thầm cái lập ở đây đang quay cảnh như thế này. Kìa, chạy ra ngoài đó. Zoom gần rồi đó kìa. Vô con cua bự. Nhà thấy con cua to không? Thật nó xong cái đó rồi, giờ tới Nam dở cái tiếp theo đó nha. Vô Nam, đây là dính con nữa này cả nhà. Đó rồi, để em buộc dây ngắn lên mà vẫn thôi. Đó, này con nè, cua giòn giòn, có hai được, có hai con cua to. Cua này ngon rồi, cua cái nó chắc. Đó, thật từ bên kia. Rồi. Tí nữa nước lên cao lắm,
2m3 nước lên khỏi mặt phần mặt bờ này luôn cả nhà. À, cái này không có rồi. Vẫn có người đặt không ấy. Đừng phục lỗ. Với lại hôm bữa gốc cây không. Hơi rung lắc cả nhà thông cảm nha. Ở đây có dính chắc luôn. Được không? Đó. Không có to, cũng vừa vừa. Đều đều. Này răng me ăn ngon. Cũng cắn lộn hay gì bị mớp, càng mớp méo béo càng được. Rồi, tiếp theo. Trời buổi sáng đẹp quá trời, trời mây trong xanh luôn. Giờ dính nữa hả? Vô trời chút xíu. Xíu lọt kia luôn. Vô. Đây lỗ nhiều lắm hay không? Tiếp theo. Trời ơi con cua kìa, cua to như vậy luôn. Không, anh không phải là lần đầu tiên mà. Con cua này không có cua nào. Càng nhau mè càng luôn kìa. Lâu lắm rồi mình mới thấy con cua cỡ vậy á. Trời ơi con cua này chắc cả 6 7 lạng đó cả nhà. Ừ. Lâu lắm mình mới thấy con cua cỡ vậy. Wow, con cua này. Nè cả nhà thấy con cua không? Ui, con cua. Lâu lắm rồi mình mới thấy con cua to vậy. Nước da luôn. Rồi, tiếp theo. Nè. Chú Nam lo con cua đó đi. Quá trời. Hóc cây nó ra. Nhỏ hả? Thôi nhỏ mà đang me được lô hốt nó luôn. Bé quá thì mình không bắt. Cả nhà ơi nó nhỏ quá mình bắt. Còn nếu mà nó khoảng chừng 3-4 ngón tay thì mình bắt được. Cái này mới có một cái chớn thôi. Ừ, có một cái không có, hầu như là có. Cái con có làm hoài, làm tới. Cái tiếp theo luôn nè cả nhà ơi. Trời ơi kìa, nó đỏ luôn hai con. Một con đỏ, một con vàng. Để con ngược lại quay gần cho cả nhà xem nha. Đây nè, một con đỏ ao luôn. Cắn mớp mớp mai luôn rồi. Con kia gì trắng trắng. Trời ơi con cua nó đỏ. Cua đỏ ao nó già cua. Hai con luôn. Ừ. Con ngậm cục thịt luôn cả nha. Cua này nó đỏ gì nó đỏ. Rồi tiếp theo. Nặng quá vậy. 3kg vậy. Tầm 3 ký cua có cả nhà ơi. Lâu rồi không vô đây là vô lại là trúng liền. Nước hôm nay chắc khoảng 12 giờ. Nó cạn. Có không? Nhỏ không? To là lấy nhỏ mà. Mình không ăn được. Hai con. Con này cũng ngon mà con này đều nhau mà. Rồi tiếp theo. Ở chỗ này có tiếp theo nè. Ăn thôi không bán. Bán sưa. Ông lại cầm cái này cho anh cái năng. Vô cua hay gì kìa? Có kìa. Nó dẹt, nó không dẹt lỗ quá, khó lấy lên lắm. Tiếng nó bu rồi, mũi nó bu. Đó, vô con cua nè. Hên á, cái rạp này hên. Rạp đó hả? Đây nè, ăn con nè, nhà tiếp theo. Trời ơi, nó vàng, hai cái càng nó vàng que luôn. Bẻ lá thêm không? Bỏ lá này vô thêm nè. Bỏ vô thêm để cho nó đừng có kẹp nhau nha. Nó kẹp được, nó kẹp lộn là nó bị gãy càng hết. Bấu vô cái cây rồi.
Rồi mình thăm cái tiếp theo luôn. Rồi cũng khoảng 4-5 ký cua rồi đó cả nhà ơi. Nè cả nhà xem cua nè, cua của mình nè. Đây là cái vạc hồi nãy mấy anh em thăm cua mới đi lên đây. Cái đường mương này á, là thật đặt cái đường mương này nha cả nhà, nhưng mà do nước nó chưa lên ngập lợp á cho nên là mình chưa thăm được. Thì giờ tạm thời mấy anh em sẽ cột cua trước. Đây Nam bây giờ Nam thành quả của mấy anh em mới đi thăm về nè. Nam dỡ mấy cái cánh cây lên cho mọi người nè. Hồi nãy giờ nè cả nhà. Đứng thùng. Nãy giờ là mấy anh em đi thăm cua đó. Còn cái mương của thật ở đây thì chưa có thăm kịp, chút xíu nó nước lên ngập hết trơn á. Rồi mình đi thăm tiếp. Bây giờ công phụ mấy anh em cột cua, các cả nhà thấy cua rất là nhiều. Chắc tầm 3-4 ký cua đó. Để không tắt máy phụ bên. Nước lên lớn là cả nhà. Hồi nãy đằng kia là lý do là lợp của thật nó chưa có ngập cho nên là mấy anh em không có đi thăm, mà trong thời gian đó thì mấy anh em cột cua. Bây giờ quay lại thăm cái đợt 2 của cái lợp của bên phía Nam trước, rồi hồi mình quay lại bên thật sau. Rồi cái tiếp theo luôn. Nước lớn quá trời, lên ngập bích lợp hết. Rồi, cái lợp lật ngang luôn. Rồi, con cua này đều không ừ, cái bàn tay là 4-5 ngón tay là ok rồi. Em giữa sình nó ra đi Nam, cái sình nó lợp nó. Đấy. Chín cây. Trời ơi kìa. Ôi. Nó thành đá luôn kìa. Mấy con hà đóng trên. Nó, con này chắc nó cũng già dữ lắm mà để hà đóng cho mọi người đó. Ở nhà con cua bị hà dính vô cái mai của nó nhìn ghê. Già cỡ nào rồi đó. Con này nó già lắm. Con này ở ngoài vào. Chứ không là nó lai cua đá hay sao nhìn như giống cua đá vậy. Sình sình đất không? Hà nó đóng cho mọi người. Chúc anh trong người. Đúng cây. Con cua đá trong đó. Một con cua đá, một con cua kia. Con cúm này cả nhà. Vô được một con cúm này. Con này con cúm. Còn con này con cua biển. Bắt cua đá luôn. Con cúm bắt luôn. Bắt cua đá luôn. Bắt ngang. Thôi sớm giờ ba anh em đi bắt cua cũng nhiều rồi cả nhà ơi. Giờ bả có mấy anh em được bao nhiêu này. Thầy cũng quay cho cả nhà xem, con cũng kết thúc video tại đây nha cả nhà. Này cả nhà nhìn xem bả của ba anh em từ sáng ra nè. Đó, cái sô cua nguyên một sô luôn. Đây. Nào bóc đây thật, bỏ vô. Giờ thật bỏ cua vô trong cái bao về cả nhà. Cua mình nhiều rồi. Được con 30 con. Ba mấy con đó. Đó, sáng giờ mấy anh em đặt lập bao nhiêu đây. Thôi bây giờ về ăn uống rồi. Cũng trưa rồi cả ơi. À, hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nhé. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh Nhật Tây Chí Dừa TV cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà nhé. Hẹn gặp lại.